Đến với phần số 7 thì chúng ta sẽ đọc cái đoạn văn bên dưới và đánh dấu vào chữ cái ABC hoặc D trên tờ giấy trả lời để chỉ ra từ đúng hoặc là cái cụm từ đúng phù hợp nhất với những cái chỗ trống được đánh số từ 25 đến 29. Các bạn quan sát chỗ trống số 25. Chúng ta thấy phía trước là từ other, sau other thường là danh từ. Vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án nào các bạn? Trong bốn đáp án này thì đáp án nào sẽ là danh từ đây các bạn? Sẽ là đáp án C, activity. Rồi, các đáp án còn lại, đáp án A, mình có từ active. Do IVE đây là loại từ gì các bạn? Tính từ, đúng không? Tức là năng động tích cực này. Rồi, B, activate. Activate, đuôi ATE đây. Có thể là động từ hoặc là tính từ nha. Trong trường hợp này nó là động từ, activate, kích hoạt. Rồi activity, đuôi ET, danh từ, hoạt động. Actively, một cách tích cực, đúng không? Đuôi ly ở đây sẽ là trạng từ. Ở chỗ trống số 26, chúng ta thấy rằng là gì? Chúng ta có dấu chấm, rồi tới khoảng trống và tới dấu phẩy. Vậy thì chúng ta quan sát các đáp án này các bạn. Bốn đáp án này thì chỉ có however và for example là có thể đứng vị trí như vậy đó các bạn. Chấm however phẩy hoặc là chấm for example phẩy. Vậy thì để chọn được đáp án thì chúng ta cần phải hiểu nghĩa. Chúng ta có từ however có nghĩa là tuy nhiên và for example tức là cho ví dụ là. Chúng ta xem xét về nghĩa. Ngày nay TV chiếm một phần lớn trong khoảng thời gian của trẻ em, trong quỹ thời gian của trẻ em. Từ khi chúng bắt đầu đi học mẫu giáo thì trẻ em dành nhiều thời gian để xem TV hơn là tham gia vào những hoạt động khác ngoại trừ việc ngủ. Tuy nhiên, điều này không thực sự xấu, không thực sự là một điều xấu hay là ví dụ đây không thực sự là một điều xấu. Các bạn thấy là mình chọn từ nào thì nó sẽ phù hợp hơn các bạn? Sẽ là từ nào đây? Tuy nhiên hay là ví dụ sẽ là however đúng không? Tuy nhiên đúng không? Vậy 26 chọn A. Ở câu hỏi số 27 thì chúng ta thấy bốn đáp án này có liên quan tới đại từ quan hệ. Chúng ta thấy trước chỗ trống 27 là từ the processes, những sự phát triển. Ở đây là nói về sự vật hiện tượng đúng không? Đối với sự vật hiện tượng thì chúng ta chỉ có thể dùng which hoặc là that ở phía sau. Tuy nhiên ở đây chúng ta không thấy có which, chúng ta chỉ thấy có that thôi. Vậy 27 chọn C. Các đáp án còn lại này các bạn, when là nói về thời điểm đúng không? Who nói về người. Where thì nói về nơi chốn. Câu số 28 thì chúng ta sẽ chọn đáp án D bởi vì nó phù hợp về nghĩa. Equipped, trang bị. Equipped with some very important tools có nghĩa là được trang bị với một số công cụ rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta chọn đáp án A thì cái cụm từ là gì? Obsessed with có nghĩa là bị ám ảnh bởi cái gì đó. Rồi từ cover nè, che đậy nè, bỏ đi ra, trở thành dạng nguyên mẫu đúng không? Occupied là bị chiếm giữ. Câu số 29 thì mình sẽ chọn đáp án B. Cultivate đó, có nghĩa là phát triển hoặc là rèn luyện. Từ này phù hợp về nghĩa các bạn. Nếu mà chúng ta lắp cái từ cultivate vào trong cái chỗ trống này thì nó sẽ có nghĩa là gì? Phát triển một số kỹ năng và kiến thức cần thiết cho việc đọc sau này. Đến với phần số 8 thì các bạn sẽ đọc đoạn văn bên dưới và đánh dấu vào chữ cái ABC hoặc D trên tờ giấy trả lời của các bạn để chỉ ra câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi từ số 30 đến số 34. Câu hỏi số 30. Đáp án nào dưới đây là tiêu đề phù hợp nhất cho đoạn văn? A. Tương lai của Edinburgh. B. Những thành phố nổi tiếng ở Scotland. C. Một sự miêu tả về Scotland. Và đáp án D là hướng dẫn đích đến, cái hướng dẫn để đi đến Edinburgh. Thường thì để tìm tiêu đề cho đoạn văn thì chúng ta sẽ đọc cái câu mở đầu nha. Đa số tiêu đề sẽ nằm ở cái phần câu mở đầu. Các bạn quan sát này, câu đầu tiên nói gì? Edinburgh, thủ đô của Scotland thì nằm ở phía đông nam của đất nước. Vậy câu đầu tiên này nói về địa điểm nào các bạn? Nói về Edinburgh, được chưa? Edinburgh là thủ đô của Scotland. Nó nằm ở phía đông nam của đất nước.
Chúng ta tiếp tục quan sát nhanh hết đoạn văn thì thấy Edinburgh xuất hiện ở đầu này. Có Edinburgh ở đoạn văn số 1. Đoạn văn số 2 cũng nhắc tới Edinburgh. Đoạn văn thứ 4 cũng nhắc tới Edinburgh ở dòng đầu này. Và đoạn văn cuối cùng cũng có xuất hiện từ Edinburgh ở dòng đầu tiên luôn. Vậy thì chúng ta có thể khẳng định được rằng bài văn này nói về một cái điều gì đó liên quan tới Edinburgh. Sau khi xem xét thì chúng ta thấy là hai đáp án mà chúng ta đưa vào tầm ngắm đó là đáp án A và đáp án D. Hả? Đáp án A, tương lai của Edinburgh, và đáp án D đó là một cái sự hướng dẫn để đi đến Edinburgh. Chúng ta sẽ lướt nhanh qua những cái dòng đầu của mỗi cái đoạn văn. Chúng ta thấy là đoạn số 2 thì có nói gì đây? Điểm dừng chân đầu tiên cho hầu hết các vị khách tới thành phố đó là lâu đài trên Castle Rock. Rồi, đoạn tiếp theo này, dòng đầu tiên nói gì? Trong suốt chuyến đi của bạn thì bạn nên chắc chắn gì đó. Rồi, đoạn tiếp theo, cuộc sống về đêm của Edinburgh là những cái câu lạc bộ rất là tuyệt vời, thường xuyên mở tới 3 giờ sáng. Đoạn cuối thì nói gì? Thời điểm tốt nhất để đến thành phố là vào tháng 8, vân vân. Sau khi phân tích xong thì chúng ta thấy rõ ràng rằng đây là một cái sự chỉ dẫn du lịch đến Edinburgh. Đáp án chính xác của chúng ta là câu D, câu 30. Which best serves as the title for the passage? A destination guide to Edinburgh. Chúng ta có một số cái từ vựng cần lưu ý, đó là từ serves, tức là đáp ứng. Đây là động từ. Khi muốn đưa về dạng nguyên mẫu chúng ta bỏ S. Rồi, tiếp theo là từ title, danh từ, ở đây là tiêu đề. Đáp án D thì chúng ta có từ destination, danh từ là điểm đến hoặc là đích đến. Và từ guide, danh từ, sự chỉ dẫn. Câu hỏi số 31, cái từ mix trong đoạn văn số 1 gần nghĩa nhất với từ nào? Đây là một trong số những từ rất là quen thuộc, đúng không? Nhìn nhanh thì rất nhiều bạn có thể đã nhận ra đáp án của chúng ta là đáp án B. Combination. Từ mix và từ combination có nghĩa là pha trộn hoặc là sự trộn lẫn. Trong đoạn văn thì từ mix đóng chức năng là một danh từ. Và từ combination cũng vậy các bạn. Chúng ta có từ mess là đóng bừa bộn hoặc là cái sự lộn xộn. Mood, tâm trạng, action, hành động. Ngoài ra thì còn có một số nghĩa khác, cô chỉ nói một số nghĩa phổ biến thôi nha các bạn. Câu hỏi số 32, từ it trong đoạn văn số 2 ám chỉ A. Khu vực, B. Lâu đài, C. Một cuộc viếng thăm, và D là thành phố. Để biết là từ này ám chỉ cái gì thì chúng ta sẽ tiến hành quay lại đoạn văn số 2. Tìm từ it, sau đó đọc thông tin ở phía trước nó. Đây các bạn thấy chưa, đoạn văn số 2 dòng đầu tiên luôn. Các bạn thấy là ở trước từ it có nói là điểm dừng chân đầu tiên cho hầu hết các vị khách đến thành phố là lâu đài trên Castle Rock. Nó rất đáng để chúng ta đến thăm. Vậy nó ở đây chính là gì các bạn? Là lâu đài. Castle. Câu 32, chọn B. The word it in paragraph 2 refers to the castle. Câu hỏi số 33, dựa theo đoạn văn số 4 thì Kaylee là cái gì? Chúng ta sẽ nhanh chóng quay lại đoạn văn số 4. Các bạn lưu ý nhé, chỉ tìm trong đoạn văn số 4 thôi. Và tìm từ Kaylee. Chúng ta thấy từ Kaylee nằm ở đoạn văn số 4 đúng không? Và sau đó là một cái dấu đóng ngoặc này. Đóng mở ngoặc này giải thích là một điệu nhảy truyền thống của người Scotland. Vậy số 33 chúng ta sẽ chọn gì các bạn? Đáp án B. According to paragraph 4, what is a Kaylee? It is a traditional Scottish dance. Câu hỏi số 34, theo đoạn văn số 5 thì cái gì sau đây là không đúng về lễ hội Edinburgh? Nhớ nha các bạn, lưu ý mình chỉ tìm trong đoạn văn số 5 thôi. Câu A, nó thu hút hàng ngàn du khách. B, nó mang lại những màn trình diễn nghệ thuật. C, nó diễn ra vào mùa đông. Và D, đó là một sự kiện rất nổi tiếng. Chúng ta quan sát đoạn văn số 5 có nói tới lễ hội Edinburgh. Phần này nói rằng là thời điểm tốt nhất để đến thành phố là vào tháng 8. Hàng ngàn người đi thăm lễ hội Edinburgh. Đây là cái lễ hội nghệ thuật lớn nhất trên thế giới, được tổ chức vào mỗi mùa hè.
Đọc đến đây thì các bạn nhận ra đáp án sai chính là đáp án C, đúng không? Tổ chức vào mùa hè chứ không phải là vào mùa đông. Câu C là nói là diễn ra vào mùa đông, đúng không? Câu 34 chọn C. According to paragraph 5, what is not true about the Edinburgh Festival? It takes place in winter.